Ui, nước căng vậy. Ui, cá to này, cá to này, cá to này. Tao thường nó chạy, thường nó chạy. Cá to này các bạn ơi, tính nó cá to quá. Cá gì vậy, cá gì vậy? To giờ bão nè các bạn ơi. Cái con cá này chắc còn phải hơn nửa ký á. Quá to luôn nè. Ba anh em mình hôm nay là không có đói được nha các bạn, là có cá ăn rồi. Chào các bạn nha, thì hiện tại mình có tụi mình có ba người các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một cái bữa sinh tồn mà 12 tiếng nha các bạn. Hôm nay tụi mình có hai cái cần câu và những cái bao để làm một cái lều nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi bắt đầu mình đi cắm những cái câu nè. Và mình sẽ kiếm đồ ăn cho ngày hôm nay nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi cắm câu nha các bạn. Ở đây cái suối nè. Mình nghe là người ta ở đây người ta kêu là ta đi bắt cua, người ta kêu là có cá to lắm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ở đây. Cắm xem có cá không. Ở đó còn nước nó sâu. Đây các bạn, ở đây có một con suối chạy nè các bạn. Cắm câu xong mình lên mình làm một cái chồi mình. Hôm nay trời chắc là cũng tối tối. Phải làm chồi không lát mưa. Mình cắm câu rồi, cái con suối này các bạn. Đây con suối này rất là to luôn. Bạn có thấy nước không? Người ta là người ta mình hỏi người ta ở đây, người ta kêu là ở đây tối người ta coi có cá to lắm. Anh em mình bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu mình làm một bữa sinh tồn để mình kiếm những con cá ở đây mình ăn. Và mình sẽ cắm trại trên kia. Mình sẽ làm những cái lều trên kia mình là trú ngụ trong 12 tiếng nha các bạn. Hiện tại mình đã cắm câu xong các bạn, bây giờ là mình bắt đầu mình thiết kế mình dăng một cái lều đây nha các bạn. Mình dăng một cái lều vào trong cái khu rừng này. Dăng một cái lều ở đây để mình núp mưa chứ trời này đen thui à. Không núp mưa là hồ chắc ướt nhẹp luôn. Anh em mình đang làm cái lều nha các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ bỏ cái bao lên cái sợi dây này các bạn. Mình sẽ kéo bốn cái đầu bao ra. Và mình một lát mình sẽ chui trong này mình núp nha các bạn. Mình đang làm một cái lều để trú mưa. Hôm nay là trời thời tiết đen thui các bạn, đang bão mà. Nếu mà không có làm cái lều để trú mưa chắc sẽ bị ướt hết. Bây giờ mình bắt đầu làm lều nha các bạn. Từ nãy tới giờ thì anh em tụi mình cũng đã làm xong cái lều nè các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình chui vô mình ngồi nha các bạn. Cái lều này che mưa che nắng rất là ok luôn. Các bạn thấy cái lều của anh em mình không? Cái lều tuyệt vời luôn các bạn ơi. Phía này có mấy cái bao mình lót mình ngồi nha các bạn. Bây giờ chắc tụi mình sẽ đi thăm cá các bạn ơi. Thăm cá có cái dính cá không? Bạn cùng nói xem. Bây giờ anh em mình đi vòng vòng mình kiếm đồ ăn các bạn mà không có. Bây giờ mình quay về đây rồi mình bắt đầu mình đi thăm lại cái cá hồi nãy mình thăm lại những cái cần này mình cắm câu cá các bạn. Coi là có dính con cá nào không để anh em mình bắt lên và làm cái bữa ăn cho ngày sinh tồn hôm nay nha các bạn. Đi xem coi có dính cá không. À, thì mình đang giăng câu dưới cái suối đó các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi xuống cái chỗ cắm câu hồi nãy thì mình thập cá nha các bạn. Cái cần cắm ở đâu ha? Đây con thăm, thăm có dính không? Mình sẽ bắt đầu mình thăm câu nha các bạn, không biết là có cá hay không. Ui, nước căng vậy. Ui, cá to này, cá to này, cá to này. Tao thường nó chạy, Cá to này các bạn ơi, tính nó cá to quá. Cá gì vậy? To giờ bão nè các bạn ơi. Cái con cá này chắc còn phải hơn nửa ký á. Quá to luôn nè. Ba anh em mình hôm nay là không có đói được nha các bạn. Là có cá ăn rồi. Quá ngon luôn. Bây giờ mình lên trên mình kiếm củi. Mình hướng cá các bạn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Giờ anh em mình bắt đầu đi lên trên tay và kiếm củi đi.
nướng cái con cá lóc này nha các bạn. Rồi không ngờ là mình cậu mà dính cắm câu vậy mà dính được con cá lóc to vậy luôn á nè. Cá lóc to chà bá luôn. Con này chắc hơn nửa ký á ha. Các bạn. À, to quá trời to luôn. Có con này hôm nay là ba anh em tụi mình là không có đói được rồi. Wow. Các bạn không? Cá lóc đồng nó mạnh quá, này giờ nó nhảy bù 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 bù. Quá tuyệt vời luôn. Ui. Giờ anh em mình sẽ đi lấy củi và nướng cá lóc nha các bạn. Mình sẽ bẻ củi đây để nướng con cá lóc. Giờ tụi mình cũng đã nhóm được một đống lửa nè các bạn. Một lát mình sẽ bỏ con cá lóc này lên mình nướng nha các bạn. Con cá lóc này các bạn, nó cong cái cần luôn. Ui ui, cong cần luôn nè các bạn ơi. Nó mặn quá. Cá lóc này hôm nay là ăn no nê luôn các bạn ơi. Tốn 12 tiếng trong rừng mà như vậy là có con cá lóc này là không sợ đói nha các bạn. Đây, đây là cái lều của tụi mình nha. Đốt, bây giờ đốt cái đống lửa lên là cái muỗi. Nhờ đốt cái đống lửa lên mà muỗi nó không tới các bạn. Hồi nãy là ngồi rồi. Muỗi nó cứ cắn cứ gại 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 không à. Lát lửa này tay cháy thì có than là mình nướng con cá này nha các bạn. Các bạn nhớ nhấn like và subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn, để lần sau những clip tiếp theo mình có thể mình đi sinh tồn ở những nơi khác hay và thú vị hơn như vậy nha các bạn. Đít lửa này nhóm gần có than nè các bạn. Mà nãy giờ là mình đem hai cần đi cắm, mình mới thăm cần thôi, mình nhớ thôi, còn cần. Bây giờ anh em mình bắt đầu đi thăm cái cần câu cắm kia luôn. Cái cần này cắm ở đâu ta? Cái thân nó có dính luôn. Cái thân quả này nó ngon. Cái con suối này là mình nghe người ta ở đây nói các bạn là có rất là nhiều cá luôn. Là người ta đi xoay cua buổi tối á, người ta thấy là nhiều cá. Anh em mình làm những cái mồi bén nhất mà vô đây để cắm câu là tinh tồn. Này cắm ở đâu? Cái đó đó. Chính không? Cái gì ghé gì? Lại cá lóc nè. Cá bá luôn vậy. Lại cá lóc rồi các bạn ơi. Đã được hai con cá lóc rồi, mình đem lên cái con này như nó to hơn cái con này. Ui ui ui. Con này nó to hơn con này nè các bạn. To nhiều đi. Cái này chắc phải đổi nghề qua đi bắt cá lóc bén. Đi nó đi nó các bạn ơi. Nó to hơn cái con này luôn. Đây là cái con này đây. Ở đây đi. Còn cái con này, cái cần này đây nè các bạn. Đây đây đây. Con này nó còn nặng hơn này. Đây cái con hồi nãy đây. Cái con hồi nãy mà lúc sớm mình bắt nè các bạn. Thì mình sẽ cầm hai con lên cho các bạn xem nha. Cái con mới nó to hơn cái con này luôn. Hôm nay là anh em mình có hai con cá luôn nha các bạn. Vô trong gần kiểu này là nó nê cả ngày luôn con cá này. Nó vậy nó dính vô cái mặt của mình luôn. Các bạn ơi, hôm nay là có thành quả được hai con cá siêu to khổng lồ. Các bạn có thấy video hay, nhấn like và subscribe kênh, ủng hộ video giúp mình để lần sau mình có thể mình đi sinh tồn cho những khu rừng mà sâu xa hơn các bạn. Bây giờ anh em mình xỏ cái cây vô con cá để mình bỏ lên cái bếp than mình nướng ăn nha các bạn. Bây giờ thì cũng gần chiều rồi, trời cũng tối rồi. Bây giờ thì anh em mình đi vòng vòng để kiếm trái cây ăn mà không có các bạn. Nó mạnh quá. Đây các bạn. Đây, cái cần câu nha các bạn. Cái cần câu này dính cái con cá thứ hai này. Mình để đây đi. Đây các bạn, con cá to các bạn. To chà bá lửa luôn. Nấu đốt lửa nè. Là giờ là cứ bỏ củi vô liên tục các bạn để nó không có muỗi, chứ trong đây là muỗi nhiều lắm các bạn ơi. Cái con cá này đây là mình sẽ bỏ lên cái bếp mình nướng cái con cá này nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên cái bếp này mình nướng con cá này ăn.
Rồi, con thứ hai nè các bạn, xong cái con đầu tiên, con này là con thứ hai nè. Con đầu tiên thì nó nhỏ hơn cái con này chắc 1 kg luôn các bạn ơi. Con đầu tiên thì chắc nó tầm hơn nửa ký một xíu thôi. Giấm giấm vậy thôi mà không biết nó bao nhiêu. Con thứ hai đó các bạn. Các bạn nhớ nhấn like và subscribe kênh ủng hộ anh em mình nha các bạn. Để anh em tụi mình lần sau còn có cái phấn khởi để đi làm những cái clip hay hơn cho các bạn xem nha. Mấy anh em mình làm nướng cá ở đây và sẽ chui vô cái chồi này để mà nghỉ một xíu rồi anh em mình đi kiếm những cái cây mà ăn nha các bạn. Đây, cái chồi rất là tuyệt vời lắm các bạn ơi. Chui vô trong này là không có sợ mưa nắng nha các bạn. Trong này là mát lắm. Nằm đây mình ngủ thôi mà các bạn. Nằm ở đây tuyệt vời lắm các bạn ơi. Rất là tuyệt vời. Bên này đóng lửa nè. Tuyệt vời lắm các bạn. Than bây giờ nó cũng cháy có than nhiều lắm các bạn. Bây giờ anh em mình bắt đầu sẽ nướng hai con cá lóc này lên và ăn để lấy cái sức khỏe để đi mình sinh tồn 12 tiếng ở trong khu rừng này nha các bạn. Đây. Cái đống than này. Mình này 3 người nhưng mà có hai con cá thôi. Nãy giờ mình cắm câu thêm nhưng mà không có dính được con nào nữa các bạn ơi. Với lại mình cũng hết mùi cắm câu rồi. Bây giờ mình nướng hai con cá này chắc cũng đủ ăn rồi. Con cá này rất là bự luôn nha các bạn. Bây giờ anh em mình nướng lên. Nướng nó chín lên mà ăn. Cái này là cá lóc nướng chui luôn nha các bạn. Nướng chỗ này là một hồi chắc là thơm phức luôn. Đây các bạn, hai con cá lóc bự cho bá. Quá ngon tuyệt vời luôn. Trời này nó cũng muốn mưa nữa các bạn, mình tranh thủ mình nướng cá và mình chui vô cái lều của mình là mình nấp thôi. Hôm nay mình đi cắm trại trong gần 12 tiếng mà các bạn. Là trời nắng hay mưa gì thì mình cũng phải chịu thôi. Đó, mình là có cái lều rồi. Cái lều đơn sơ thôi chắc cũng che mưa được các bạn ơi. Đây. Ba anh em của mình đây. Tuyệt vời ha. Một là bá luôn. Đến giờ anh em mình cũng nướng con cá cũng gần chín nữa các bạn, chắc cũng chín rồi á. Đây, hai con cá rất là bự luôn. Nướng con cá chín nữa các bạn. Rất là thơm luôn. Cầm hai con cá cho mọi người xem con cá nè. Chín rồi nha các bạn ơi. Wow. Thơm phức luôn các bạn. Thơm, cá thơm. Chắc chín rồi ha. Chín rồi. Đem vào trong ăn đi. Đem bây giờ mình anh em mình đem con cá này vô trong lều ăn nha các bạn. Cái lều của mình này. Này các bạn. Các bạn ngửi thấy cái mùi thơm không? Chứ mình ở đây thì mình ngửi thấy cái mùi thơm phức luôn các bạn ơi. Cái mùi ăn con cá rất là tuyệt vời luôn. Vàng. Cái con này con cá cái này. Cái kia con trống rồi. Một cặp cá luôn các bạn ơi. Coi như là hôm nay mình cắm câu là dính được một cặp cá luôn. Một con mái và con trống các bạn. Cái con này nó đang có trứng rồi. Con kia nhỏ hơn đó, chắc là con đực các bạn, con này là con cái. Con phức. Nhức nắp các bạn ơi. Đây. Cái lều của tụi mình đây các bạn. Con cá đây. Để cái cây. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Giờ tụi mình phải cào cái lớp bị cháy da các bạn mà mình ăn cái thịt ở bên trong. Mình đem mình hôm nay là nướng chui thôi. Ngon quá các bạn. Rất là tuyệt vời. Các bạn hãy nhấn like và subscribe kênh và bật chuông theo dõi anh em mình nha các bạn. Để anh em mình còn ra nhiều clip hay hơn nữa các bạn ơi. Mời các bạn ăn cá cùng anh em mình nha các bạn. Cá ngon lắm. Cá ngon.
tuyệt vời luôn. Ui, ngon quá. Đây, các bạn. Các bạn ăn cá. Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà cá lóc đồng thịt nó dai dai ngọt ngọt ngon các bạn. Mời đơn mời các bạn ăn nên ăn, ăn cá lóc đồng nha. Rồi các bạn. Cái này mình nếu mà ở nhà là có một chén muối tiêu chanh chấm là hết sảy luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Ngon quá. Ngon tuyệt vời. Thơm lắm. Ngon. Cá này cũng thơm. Sau khi anh em mình ăn xong cá sẽ ngồi ở đây nghỉ một hồi rồi anh em mình bắt đầu đi dạo một vòng cái khu gần này xem coi những có những trái cây gì mà ăn được không các bạn. Các bạn hãy cùng đón xem nha. Sau khi mà anh em mình xử lý xong hai con cá này nè các bạn, anh em mình có đi dạo một vòng cái khu vực này nè nhưng mà không có thấy trái cây gì ăn hết, thì cái video tới đây thì nó chắc cũng kết thúc các bạn ơi. Hẹn các bạn trong những cái clip tiếp theo của mình. Các bạn hãy nhớ đón xem nha các bạn. Hãy nhấn like và subscribe kênh mạnh vô nha các bạn, để lần sau anh em mình có động lực để đi làm những cái buổi sinh tồn khác mà nó dài hơn và nó thay hơn như vậy nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye. Bye bye.